Cột điện nở hoa, đó là cụm từ thường được nhắc đến thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội để nói về một hoạt động đang được thực hiện tại huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Hình ảnh những bông hoa dã quỳ, những cành cà phê chín mọng thay thế cho những chiếc cột điện bị dán quảng cáo trước đó đã tạo nên nét đẹp cho con đường trung tâm tại thị trấn Quảng Phú, huyện Chư Mờ Ga. Vẽ cột điện và hố ga là hoạt động thuộc giai đoạn 2 của dự án bích họa đường phố Bản sắc Tây Nguyên do huyện đoàn Chư Mờ Ga, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế Kim Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội Bồ Công Anh, trường cao đẳng FPT phối hợp thực hiện. Dự án có tổng kinh phí 30 triệu đồng và được huy động bằng nguồn xã hội hóa. Mỗi đơn vị một phần việc đã tạo nên một sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả. Những cột điện được trà sạch quảng cáo, sau đó được sơn lót, sơn màu và vẽ những hình ảnh mang đặc trưng văn hóa Tây Nguyên. Được huyện đoàn Chư Mờ Ga phát động cái phong trào vẽ cột điện này thì với tinh thần xung kích của thanh niên của huyện nhà thì anh em ủng hộ và tham gia rất nhiệt tình trong thời gian qua. Giai đoạn 1 của dự án bích họa đường phố Bản sắc Tây Nguyên là 30 bức tranh 3D được thực hiện tại bức tường dài 50m của trường Mầm non Hoa Hồng, đường Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú. Những bức tranh mang chủ đề phục hồi hệ sinh thái được thể hiện thông qua những hình ảnh là thiên nhiên xinh đẹp tại Đắk Lắk như bến nước, rừng cây, hoa dã quỳ, hoa cà phê. Ngoài ra, hình ảnh bàn tay ôm ấp bảo vệ môi trường cũng truyền tải thông điệp môi trường cần được bảo vệ. Thực hiện thiết kế và thi công các bức vẽ này là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế Kim Anh. Những hình ảnh này đã được lựa chọn và thống nhất giữa các đơn vị phối hợp. Sau khi cái dự án này được triển khai thì được sự đồng hành của công ty xã hội Bộ Công an và huyện đoàn Chư Mờ Ga thì dự án được lan tỏa rộng rãi đến không những là ở Chư Mờ Ga hay Buôn Ma Thuột mà còn lan tỏa đến một số địa phương khác. Về các cái hình ảnh thì bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế Kim Anh đã thiết kế và lên ý tưởng. Mục đích là trang trí quảng bá hình ảnh về cộng đồng, ví dụ như là hạn chế rác thải về môi trường, rồi trồng cây xanh, rồi một số hình ảnh về địa phương như là các cái văn hóa của đặc trưng của Tây Nguyên. Qua đó thì em mong muốn là cái dự án này sẽ thực hiện lan tỏa đến các địa phương khác. Những bức tranh đã tạo nên cảnh sắc sống động cho đoạn đường này. Được biết trước đây đoạn đường này là nơi tập kết rác rất mất mỹ quan đô thị. Sau khi hoàn thành, đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Chư Mờ Ga. Chị cũng thấy mấy cái này làm lên, mấy cái này cũng thấy sáng con đường này mà cũng đẹp này. Cũng sạch sẽ nữa. Người dân đi qua cũng thấy đẹp mắt, nó cũng thấy dễ chịu, mà sạch sẽ. Chị cũng thấy mấy bạn thanh niên nó làm cũng thấy cũng được á, đẹp đẽ. Làm như vậy người dân thấy cũng thấy nó sống nó thoải mái hơn, sạch sẽ, sống trong môi trường nhìn thấy sạch sẽ. Vẽ tranh tường, vẽ cột điện, hố ga là một hoạt động đã được thực hiện tại nhiều tỉnh thành phố và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Từ những thành công ở các nơi khác, khi triển khai tại huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, những người thực hiện dự án cũng mong muốn có một nét đặc sắc riêng và mang lại nhiều mục tiêu thiết thực. Trong đó, 4 mục tiêu nổi bật là làm đẹp mỹ quan đô thị, quảng bá văn hóa địa phương, truyền tải thông điệp về môi trường, xóa điểm đen về rác thải. Dự án bích họa đường phố Bản sắc Tây Nguyên với cái mục đích là nâng cao cái ý thức của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân nói chung về cái ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao cái nhận thức để mà xây dựng cái cảnh quan môi trường đô thị ngày càng xanh sạch đẹp. Thì dự án thì tới giai đoạn hiện tại thì đã bước qua cái giai đoạn số 2. Thì để thực hiện được cái dự án này thì chúng tôi cũng đã được cái sự giúp đỡ, quan tâm từ cấp ủy chính quyền địa phương trong cái công tác phối hợp để tổ chức thực hiện dự án. Bích họa đường phố Bản sắc Tây Nguyên thì khởi điểm từ một cái nhóm bạn trẻ là có cái đầu tiên là có cái năng lực về việc là vẽ các cái tác phẩm hội họa và bích họa đúng, gắn với cả địa phương. Thì từ những cái dự án về kinh tế như vậy là một chuyện, thì chúng tôi nhận thấy rằng là ở địa phương á, hàng năm á, thì
tốn rất nhiều nguồn lực cho hai việc như sau. Thứ nhất là xóa điểm đen về rác thải. Thứ hai là cái nạn mà tờ rơi quảng cáo gắn lên trụ điện này. Rồi là các cái biển mà cho vay này, bán đất này, khoan cắt bê tông này thì vẽ bậy lên rất rất nhiều những cái bờ tường. Thì từ đó thì chúng tôi mới nảy ra một cái sáng kiến này, giải pháp nào để giải quyết cho vấn đề đó. Thì rất nhiều giải pháp được đưa ra, thì chúng tôi chọn là dự án bích họa đường phố bản sắc Tây Nguyên. Trong quá trình thực hiện tại huyện Chu Mờ Ga, dự án bích họa đường phố bản sắc Tây Nguyên đã được truyền thông mạnh mẽ và có sự lan tỏa tích cực. Đến nay một số huyện khác đã lên kế hoạch để thực hiện. Theo anh Phạm Thanh Tuấn, phụ trách truyền thông dự án, thì ở những nơi sắp làm có thể khảo sát thực tế và thực hiện sao cho phù hợp với tình hình địa phương thì mới mang lại hiệu quả. Tôi vẫn nói với các đơn vị có mong muốn làm, các chị nên cân nhắc và xem xét vấn đề của địa phương là gì. Đây không phải câu chuyện của phong trào. Nếu không thì người người nhà nhà cứ vẽ tranh thì chỉ giải quyết là có cái điểm đẹp thôi. Cũng chỉ giải quyết cái tự hào của trong cái vùng nhỏ của mình thôi. Chứ đấy, ví dụ như là ở dưới huyện khác đi, vấn đề của họ không phải là điểm đen về rác thải, vấn đề của họ là thiếu cây xanh thì mình nên làm cái chương trình trồng cây xanh. Ở chỗ khác thì vấn đề của họ là liên quan đến cái ý thức của cộng đồng chẳng hạn, thì mình nên làm những cái tuyên truyền về cộng đồng, có thể hình thức là tranh bích họa, có thể hình thức là tờ rơi, có thể hình thức là những cái chương trình lưu động, hay những điểm khác là thiếu về văn hóa đọc, thiếu về nước sạch, hay là xây trường, xây nhà nhân ái, thì mình cần đưa ra giải pháp để giải quyết cái vấn đề của địa phương, chứ không phải là làm phong trào. Mỗi một thay đổi tích cực đều mang lại những hiệu quả dây chuyền. Những con đường sẽ mang đến diện mạo khác khi có những hình ảnh đẹp đẽ sống động, thay thế cho sự nhếch nhác thường ngày. Vẫn cần một thời gian nữa để đánh giá hiệu quả của dự án, nhưng tin rằng những tác phẩm nghệ thuật sẽ được trân trọng và người dân sẽ ý thức hơn để phố phường ngày một đẹp thêm.